Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng nhau khám phá những diễn biến tiếp theo của tập 16 bộ phim Lửa Ấm. Bộ phim đã bắt đầu nóng lên khi mà Ngọc xuất hiện. Bước sang tập 16 này, sóng gió lại chuẩn bị ập vào gia đình nhà Thủy khi mà Ngọc ở nước ngoài trở về. Nhưng oan nghiệt hơn cả là Ngọc lại là bác sĩ. Và khi về Việt Nam lần này, Ngọc lại vào làm việc cùng bệnh viện với Thủy. Trước đây, họ đã từng là bạn, là đồng nghiệp. Và chua chát cho Thủy hơn nữa là Ngọc trước đây cũng đã một thời yêu Minh, chồng của Thủy. Hiện tại, những khúc mắc về mối tình này vẫn còn là một ẩn số. Nhưng theo như phản ứng của bà Mai, mẹ của Minh, thì bà cũng đang có ấn tượng xấu về Ngọc. Có lẽ trước đây, Ngọc cũng đã từng làm những việc gì đó mờ ám, không đàng hoàng và trong sạch trong khi quan hệ với Minh. Nên không chỉ bà Mai mà ngay kể cả Mai Anh, em gái của Minh cũng chẳng ưa gì Ngọc. Vì vậy mà sự xuất hiện của Ngọc đã làm cho bà Mai và gia đình đề cao cảnh giác. Thủy và Ngọc hôm nay tình cờ gặp nhau ở bệnh viện. Nhìn thái độ nhởn nhơ, trơ trẽn và cao ngạo của Ngọc thì mình cũng có thể đoán được rằng bản chất của Ngọc sẽ là người không được đàng hoàng cho lắm. Vì vậy mà gia đình của Minh chắc chắn sẽ bị Ngọc làm cho rắc rối trong những ngày sắp tới. Vì bản chất của Minh là người rất dễ tin người và thương người, mà gặp phải hạng người trơ trẽn như Ngọc thì rất dễ bị mắc sai lầm. Lần trước Minh gặp phải Diễm cũng vậy, nhưng đối với Diễm thì Ngọc còn cao tay hơn rất nhiều. Hơn nữa, Ngọc lại có mối quan hệ yêu đương với Minh từ trước. Nên Minh hiện nay đang là mục tiêu nhắm tới của Ngọc. Cho nên vợ chồng Minh trong những ngày sắp tới chắc chắn họ sẽ bị những cơn sóng gió bão bùng dữ dội từ phía Ngọc. Liệu vợ chồng Minh có thể nắm tay nhau vượt qua được những gian nan thử thách này hay không? Và Ngọc hiện nay cũng đang đủ điều kiện. Liệu Ngọc có thể tranh giành tình cảm từ Minh với Thủy được hay không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp. Vâng, trên đây là những diễn biến chính của tập 16 bộ phim Lửa Ấm mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.